Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mấy anh em con game là Dragon Ball. Con này có tên là 7 viên cục gồng á anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là Tun Kim Cương. Tun Full Kim Cương nha anh em. Rất là ngon luôn nha. Tun Full Kim Cương với lại là Tun Su nha anh em. Rất là ok nha. Anh em nào muốn tuôn full dược phẩm thì anh em phải donate nha anh em. Đó, con này rất là ngon nha. Con này thuộc dòng H5 nha. Đó, nhưng mà đồ quả rất là đẹp nha anh em. Con này nó được diệt quá nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì mấy anh em sẽ được trải nghiệm lại tuổi thơ nha anh em. Đó, 7 viên ngọc gồng ha. Đó, có những con Son Goku rồi ha. Đó, rất là ok nha. Đó. Thì đây là phần tuôn nha anh em. Nó rất là đơn giản nha anh em. Thì mấy anh em tuôn bằng tài khoản game nha. Trước tiên là mấy anh em nhập vào mật khẩu nha, 12456 nha. Xong mấy anh em nhập tài khoản game nha, xong mấy anh em chọn chọn nạp kim cương hoặc là chọn nạp xu nha anh em. Nó có hai cái nha. Thì giới hạn cho mấy anh em là 100k mỗi lần nạp nha anh em. Đó. Tốc độ nạp là rất là nhanh nha anh em. Đó, tốc độ nạp có mấy giây anh em nạp là rất là ok luôn. Đó, con này rất là ngon luôn nha anh em. Thì mấy anh em có thể chọn nạp kim cương hoặc nạp xu nha. Đó, nạp thành công nha anh em. Đó, mấy anh em mua tôn thì liên hệ nha, liên hệ liên minh dưới nha anh em. Liên hệ cái mục mua tôn ha. Thì mấy anh em mua tôn full phẩm á, mấy anh em donate nha anh em. Đó, rất là ok nha. Thì mấy anh em tôn kim cương á, thì mấy anh em dùng kim cương để mấy anh em chiêu mộ những con tướng nha. Những con tướng rất là nhiều tướng luôn nha anh em. Những con tướng đỏ ha, để mấy anh em lập đội hình, mấy anh em chiến đấu nha anh em. Đó, rất là ok luôn nha. Đó, game đồ họa rất là đẹp nha anh em. Đó, đã được diệt quá luôn thì chơi rất là ok nha anh em. Đó, như mấy anh em thấy trên màn hình thì mình đã tuôn thành công nha. Ở đây mình có đến 10 triệu kim bảo nha anh em. Xin lỗi anh em, 10 triệu kim cương nha anh em. Đó, thì mấy anh em có dùng kim cương này để mấy anh em chiêm mộ những con tướng nha. Như Son Goku nè, Yamcha rồi ha. Rất là nhiều con tướng luôn nè. Rồi, phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt anh em nha.
夢なら永遠に覚めない方がいい。侵入者死ね。